Sau thời gian dài chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng ngày 22 tháng 11 tới đây, tại thôn Cúc Lộng, xã Vĩnh Cúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sẽ khởi công gói thầu số 1, thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên, thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Những ngày qua, gia đình ông Chiến ở thôn Thịnh cùng đông đảo người dân các thôn ở xã Vĩnh Cúc rất vui mừng phấn khởi khi hay tin ngày 22 tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ khởi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, gia đình ông Chiến là hộ đi đầu khi bàn giao trên 4 sào đất nông nghiệp, di rời 2 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4. Gia đình tôi và cá nhân tôi rất phấn khởi, chúc mừng ngày khởi công được thành công rực rỡ, thành công tốt đẹp đường vành đai 4 của Tổ quốc, để niên tỉnh, niên toàn quốc, để nhân dân chúng ta, đất nước ta một ngày một đẹp lên. Tư tưởng về nhân dân rất là phấn khởi khi nhà nước đã đầu tư đường vành đai 4 là đường liên tỉnh Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh, rất là thuận lợi và nhân dân rất là đồng tình và mong nhà thầu cố gắng làm sao đẩy nhanh tiến độ. Với sự chung tay của Đảng và nhà nước và nhân dân rất hưởng ứng và trong cái công tác xây dựng đường vành đai 4 để có cái đường giao thương kết nối giữa các tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để bà con nhân dân phát triển kinh tế đi lên. Tại nghĩa trang thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi, trong ngày 18 tháng 11, tức ngày 6 tháng 10 âm lịch, không khí di rời các phần mộ về nơi quy hoạch mới để xây dựng đường vành đai 4 diễn ra với tinh thần khẩn trương. Các dòng họ, hộ gia đình có phần mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án luôn nhận thức cao vai trò tầm quan trọng của dự án cũng như trách nhiệm của mình đối với công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh. Thế hôm nay gia đình chúng tôi là chuyển các cụ tổ cho tôi là tất tổng số là 8 ngôi. Đến thời điểm này công tác đã được 50% rồi, đến chiều là hoàn thành tất. Thì để đảm bảo cho cái việc mà tới đây khởi công cái đường 2.2 đối với địa phương Thắng Lợi là cũng đang rất là tích cực để tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và nắm rõ và hiểu và thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó là cái công tác qua thế là giải phóng mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài 112 km đi qua các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tại khu vực Hưng Yên, chiều dài tuyến đi qua Hưng Yên là hơn 19 km, dự án đi qua 4 huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Đến nay, các địa phương trong tỉnh nơi dự án đi qua đã thu hồi giải phóng mặt bằng được gần 194 trên 230,2 ha, đạt hơn 84% diện tích phục vụ dự án. Tổng giá trị giải ngân cho các địa phương gần 810 tỷ đồng, đạt 42%. Đã tổ chức di chuyển được 707 trên 3.721 ngôi mộ, đạt 19%. Trước đó, ngày 2 tháng 11, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu để khởi công gói thầu số 1, thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội cho đơn vị nhà thầu là công ty cổ phần Ligen. Đạt được kết quả như ngày hôm nay và đảm bảo 22 tháng 11 này khởi công dự án thì nếu như mà không có sự đồng thuận của người dân thì không thực hiện được. Và cái việc này chúng ta thấy rằng là cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành, của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và các địa phương thì cũng phải nhận được sự ủng hộ rất là cao của nhân dân, đặc biệt là nhân dân có đi tuyến đi qua. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công gói thầu số 1, thi công xây dựng công trình dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành, đường đô thị, địa phận tỉnh Hưng Yên vào ngày 22 tháng 11 đã hoàn tất. Hiện các địa phương sở ngành liên quan đang tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời hệ thống đường điện. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân, tin tưởng rằng công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng đường vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.